Chương trình Tê Đa là cái câu chuyện của họ, những người ở Tây Nguyên. Tê Đa thì nó rất là mạnh, nó hoang dã. Đôi lúc thì cũng có một cái khoảnh khắc rất là trữ tình. Chúng tôi tìm được cái tên Terra, có nghĩa là vòng tròn, đi vòng tròn thì nó rất là đúng với cái nghĩa của một cái sinh hoạt văn hóa Tây Nguyên. Thường thường sinh hoạt cộng đồng đấy là người ta quanh múa quanh đống lửa, đánh cồng chiêng cũng vòng quanh, múa cũng vòng quanh, đâm châu cũng vòng quanh, thì nó có một cái nghĩa là một cái sinh hoạt văn hóa cộng đồng. Cái hàm ý phía sau tức nghĩa là bạn không thể nào đi đâu khác hết. Chúng ta vẫn sẽ quanh quẩn, chúng ta vẫn sẽ cùng cần nhau, chúng ta cần cái sự chia sẻ, cần cái sự giúp đỡ và cần cái sự động lực tích cực để mình tiếp tục. Chỉnh lại cái profile được không? Tại vì nó không có đều, với lại đẩy nó lùi về phía trước một tí. Cái phương pháp làm việc của nhóm tác giả tương đối là đặc biệt. Mình phải tò mò, mình thả hồn mình vào trong đấy, tung nó ra. Còn trước đây thì mình vẫn giống như là copy, tập luyện, chỉ biết khỏe gì đấy thôi. Cái việc quan trọng nhất đấy không phải là dạy họ biết làm cái gì, mà quan trọng nhất đấy là thay đổi cái tư duy theo những cái khuôn mẫu, theo những cái đã được định hình trước, phá bỏ tất cả những cái đó, làm sao cho những người đó họ có một cái tâm thế mở ra, sẵn sàng làm những chuyện mà mình chưa bao giờ mình làm, thậm chí là làm những cái việc mà người khác có khi cho là ngu xuẩn, không dám làm, sẵn sàng phiêu lưu, đi vào một cái cuộc phiêu lưu. Nếu mà làm một cái tác phẩm lớn thì những cái chi tiết nhỏ nhất sẽ là một cái điều quan trọng nhất, từ âm thanh, ánh sáng, trang phục, đạo cụ, tất cả mọi thứ. Cái thảm đây là nó tượng trưng, nó giống như là ở vùng cao vùng Tây Nguyên đấy, ở phiên chợ đấy, mưa xuống đấy, thế bà con đi chợ xong rồi khi tản về đấy thì nhìn xuống cái đất mà chỗ sinh hoạt cộng đồng đấy thì còn thấy những dấu chân thôi. Và các nghệ sĩ cũng đã làm cái đó. Chúng tôi lên Tây Nguyên, chúng tôi mang đất về và các nghệ sĩ đã dẫm chân vào cái đất bùn đó, dẫm chân lên đây thì nó đặc biệt lắm. Nó không chỉ đơn giản là hình thức mà các nghệ sĩ cũng đã đi tìm hiểu, các nghệ sĩ cũng đã có một cái sự gắn bó và có một cái nội tâm với cái văn hóa Tây Nguyên. Mình được lên Lang Biang để sống cùng với những người dân tộc trên đó. Mình xem cái trò chơi của những em nhỏ đấy rất là đơn giản, nhưng mà nó có một gì đấy, các em cảm thấy rất hạnh phúc. Mình cũng được xem cái bài múa gùi, hoặc là đi săn, hoặc là giã gạo. Thì khi mà mình được đi xem họ làm như thế thì mình sẽ nắn nót hơn về những cái đường nét để nó dần dần nó sẽ hình thành lên một cái rõ là Tây Nguyên hơn. Âm nhạc là cái linh hồn của tất cả chương trình. Trong chương trình này có thể thấy cái mà mạnh nhất ấy, nó chính là cái percussion, là cái dàn trống và những cái giọng ca. Cái chúng tôi tìm là tìm ở họ những cái mà đọng lại trong họ từ lúc nhỏ. Họ đã nghe các cái lễ hội làm sao, bà ông du ngủ như thế nào, những cái giọng dân ca rất là mộc mạc mà không phải là nhạc sáng tác, mà lấy những sinh hoạt mà họ đã được thấm nhuần từ nhỏ đấy, thì thử gợi cho họ để họ làm điều đó thì rất là khó khăn. Đến với nhóm Tedar thì nó sẽ có cái điều gì đó nặng nhọc hơn, mình phải tập trung trong cái cao độ hơn. Lúc đầu thì chưa hình dung được những cái điều đó, và thầy đã chỉ và đạo diễn đã chỉ. Đạo diễn có nói là tại vì mình là người Tây Nguyên, có cái gì của chất Tây Nguyên thì mình chơi ra như vậy thôi, mình chỉ dùng của Tây Nguyên mình như vậy thôi. Em hy vọng là tất cả các bạn dân tộc thiểu số thì quay lại về cội về nguồn, hãy giữ lại những cái gì mà mình còn cơ hội để giữ.
chương trình này nó là một cái cửa sổ để mở ra. Và đối với tôi không phải là làm cho Việt Nam, làm cho tất cả con người trên thế giới này.